Em xin bằng lòng chịu thôi. Lát rồi lên được rồi. Không, đơ là ngày của em. 2 phút dành cho đội Gầu Gân Bò Viên xin được phép bắt đầu. Con gà nó bị tăng trọng rồi. Hơi kỳ quá ha. Hai người đá nhau đi. Ôi, thì cười như vậy là tính không? Được, cứ cười là tính. Tiếp tục nào. Trời ơi, con gà siêu mỡ. Gà này chắc gà lấy hiệu. Thôi, cười. Lên, cố lên, cố lên. Trời ơi. Đỡ dậy. Không ai đỡ đổ con gà luôn. Rồi tiếp tục, chúng ta vẫn còn 55 giây. Cố lên. Hết giờ.